Tôi nghĩ là tôi nên đi kiếm động vật để tôi ăn thịt trước đã các bạn ơi. Tôi nhớ mấy con bò trong Minecraft nó đâu có đô lực lượng gì đâu ta. Bây giờ mình vả nó một cái, nó có vả lại mình 10 cái không ta? Coi thử mới biết được. Oh my god, đây có lẽ là một trong những cuộc thịt ngon nhất cuộc đời của tôi. Hãy cô ơi, cho tôi xin miếng đây. Ông bà xưa của chúng ta từng nói, có làm thì mới có ăn. Cho nhà người ta đi canh nhà cho chủ. Dí thỏ, cạp heo rừng, săn mồi cực đỉnh. Còn này là ông quỷ yêu nghiệt nhà mình nè. Hay sao chó nhà người ta làm được, mày làm được mày? Trời ơi, mày phải phân biệt được con chó nào là chó, con chó nào là người chứ. Là thao. Đôi bàn chân này là đôi bàn chân của thi sĩ. Để cầm bút viết mực. Mà trên cái mặt đó là sao? Ê, go, go. Thi sĩ, thi sĩ.